Xin chào các bạn nhé. Chào các bạn yêu lan trên toàn quốc. Mình ở vườn lan Khai Phong đây. Cái video này là mình muốn truyền tải các bạn cái nội dung chia sẻ các bạn là cái cách phục hồi giá thể đã qua sử dụng trở thành cái giá thể giàu dinh dưỡng và như mới nhé, như mới, thậm chí nó còn tốt hơn mới là chúng ta đã qua xử lý. Nếu các bạn mới mà các bạn không xử lý thì nó còn thua thua cái giá thể sau đây chúng ta xử lý kiểu này. Như các bạn biết đấy, các bạn trong cái trồng lan các bạn biết đấy là cái vấn đề giá thể là rất là quan trọng. Nó là nuôi dưỡng một cái cây, nuôi dưỡng một cái cây, nó là một cái nơi để coi như là rễ hoặc các chất dinh dưỡng nó bám vào. Sau đó là những cái rễ cây lan của chúng ta nó sẽ len lỏi và nó sẽ hút hoặc nó đưa chất dinh dưỡng để nó nuôi chính bản thân nó nhé các bạn nhé. Chính vì thế coi như là trong một cái chậu lan của chúng ta khoảng tầm 2 đến 3 năm là chúng ta phải tiến hành thay giá thể. Thay giá thể vì lý do là phải thay giá thể thì nhiều bạn cũng đã biết rồi. Đấy. Trong cái quá trình bón chăm sóc của chúng ta là chúng ta bón phân gồm này, ví dụ vỏ thông này, rồi phân dê này, phân chuồn quế này, hay là coi như là những viên phân tan chậm. Đây là các bạn nhìn cái mình sàng lọc ra nó có những cái viên tan chậm. Đấy. Vân vân. Là nó những cái viên tan chậm, vỏ viên tan chậm nó xác nó hết hết rồi. Đấy. Rồi phân dê nó mục ra. Phân chuồn quế nó vỡ vụn mục ra. Nhé. Chính vì thế là nhiệm vụ chúng ta là phải thay giá thể. Nếu mà không thay là nó sẽ gây bí chậu nhé. Ngoài ra còn một số cái chậu là nó còn có hiện tượng lấm mốc trắng ấy, rất là nhiều. Vì thế định kỳ chúng ta phải tiến hành thay giá thể để thanh lọc phòng trừ những cái bệnh mầm mống bệnh trong cái giá thể lan. Nó sẽ lan cây lan, nó làm chết lan hàng loạt. Nhiều nhà vườn như các bạn biết đấy là coi như các bạn chơi lan là các bạn để nó bí chậu, nó mùn nó nhiều, thế là nó mốc nấm mốc rồi đủ các bệnh tật, thế nó dẫn tới chết thối gốc thối các loại bệnh, gọi là các loại bệnh ở vào chậu lan của chúng ta. Đấy. Vì vậy nhiệm vụ chúng ta là phải thay giá thể. Sau khi thay thì các bạn nên nhớ rằng trong một cái chậu lan nó cũng còn rất nhiều nhé các bạn nhé, rất nhiều những cái giá thể vẫn còn rất là chắc. Vì vậy coi như là chúng ta vẫn có thể tái sử dụng nó nhé các bạn nhé, vẫn có thể tái sử dụng. Đây là cái chậu lan, đây là cái chậu này, chậu giá thể mình đã sau khi đã xử lý xong rồi. Đấy. Thì là mình đang đang trong giai đoạn ngâm nước rồi đấy, như các bạn nhìn này nó rất là chắc. Vì vậy chúng ta đổ đi nó vừa lãng phí này, vừa lãng phí này đấy. Hai, chúng ta sẽ tận dụng cái này và chúng ta về cái chất lượng của nó không thua kém gì mới các bạn nhé, thậm chí còn sạch bệnh đảm bảo hơn là coi như là mới nếu các bạn không xử lý. Đầu tiên mình muốn nói các bạn về cái cách xử lý. Đầu tiên nhé thì là các bạn dỡ một cái chậu lan ra, các bạn dỡ chậu lan ra thì là các bạn là sẽ phải sàng lọc các bạn nhé, các bạn có thể sàng lọc những cái này, tức là mình sàng những cái vụn này ra các bạn nhé, sàng những cái vụn này ra. Đấy. Những cái vụn này chúng ta có thể đấy, chúng ta dùng cái rổ chúng tôi sàng nó ra, sàng những cái này ra nhé. Cái vụn này các bạn có thể các bạn sàng thêm lần nữa để các bạn lấy cái loại hạt hạt ngô đấy, hạt ngô hạt tấm ấy là các bạn sử dụng, các bạn trồng kiếm hoặc là trồng địa lan cũng rất tốt các bạn nhé. Nhưng các bạn cũng đừng bỏ đi, chúng ta bỏ đi là bỏ những cái cám đấy, cái bột quá nhỏ đấy, tức là cái này chúng ta đây mình giữ lại là mình lý do là mình sẽ sàng thêm được nữa để lấy cái hạt ngô hạt 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 tấm đấy trở lên là mình sẽ trồng để trồng 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 kiếm hoặc trồng địa lan các bạn nhé. Đấy là cái vụ này chúng ta không vứt đi, chúng ta vứt đi chỉ những cái vụ nhỏ như cám ấy thì chúng ta vứt cái đấy đi. Sau khi các bạn phân loại sàng xong cái này ra rồi thì là các bạn sử dụng cái nước
vôi trong cho mình. À, cái nước vôi nhá, không phải nước vôi trong, xin lỗi các bạn. Đấy, các bạn cho giá thẻ vào trong cái này. Đây là cái nước vôi là mình đã ngâm rồi nhá, mình đã ngâm rồi. Đây mình cho một tí vào để mình biểu diễn với các bạn thôi. Các bạn pha nó, cái nồng độ nó cũng tương đối đặc nhá. Cái này nó không hạn chế này, các bạn nhìn đây. Đấy, giá thẻ là sau khi chúng ta sàng ra là chúng ta ngâm vào cái nước vôi. Đấy. Nước vôi này thì các bạn dùng vôi tôi cũng được, vôi bột được. Đấy các bạn nhé, nước vôi và ngâm ở giá thể là rất là ấy, là ngoài cái nhiệm vụ diệt mầm mấm nấm mốc bệnh nhé, nó còn có cái nhiệm vụ như là làm đanh chắc giá thể. Các bạn lưu ý một cái điều rất quan trọng của nước vôi nhé, ngâm vào nước vôi nó làm cho cái giá thể của các bạn rất là bền, nó đanh chắc lại. Đấy, như các bạn nhìn rất là đanh chắc. Vì thế coi như là các bạn dù mới hay là coi như là tái sử dụng như này thì là các bạn vẫn cứ phải ngâm qua nước vôi, nó rất là bền giá thể. Đấy thì các bạn lưu ý nhiệm vụ của nước vôi này, mình nói lại là coi như là nó của nó diệt nấm mầm mấm lấm mốc trong cái giá thể. Đấy, hai nữa coi như là nó làm săn chắc đanh chắc lại giá thể các bạn nhé. Đấy là cái hai cái ưu điểm cực kỳ mà nhiều cái khác không có được các bạn nhé. Sau cái thời gian ngâm của cái này thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn lưu ý ngâm với nước vôi này. Đấy, nên là các bạn ngâm khoảng độ từ 5 đến 7 ngày trở lên nhé các bạn nhé. Như đây là mình rỗi rãi thì mình cứ vất đi, mình ngâm hàng nửa tháng hoặc một tháng được. Đấy, thỉnh thoảng mình ra mình đảo một tí lên thôi, đảo này nó cho nó dưới này, trên dưới nó đảo đều đây. Đấy, các bạn cứ ngâm đấy. Còn các bạn các bạn mà kiểu như là dùng ngay thì các bạn cứ ngâm khoảng độ từ 3 đến 5 ngày cũng được các bạn nhé, hoặc là 5 đến 7 ngày. Nhưng mà nó cố gắng cái giá thể cũ này của chúng ta thì chúng ta ngâm lâu một tí các bạn nhé. Sau khi chúng ta ngâm như này xong, từ 5 đến 7 ngày xong thì là trở lên nhé, xong rồi là các bạn sẽ chuyển sang, các bạn chuyển sang ngâm nước lại nước cho mình, rửa sạch nước, nước lã, rửa sạch lại nước lã như này. Các bạn ngâm sạch nước lã như này cho mình nhé các bạn nhé. Ngâm các bạn tráng, ngâm vào nước lã các bạn tráng vài lần nước cho mình nhé. Ngâm cũng lại ngâm mấy ngày để cho cái những cái chất vôi này. Đấy. Nó ở trong cái giá thể này nó sẽ phai ra nước các bạn nhé. Cứ các bạn cứ ngâm như này cho mình lại khoảng mấy ngày. Đấy, để cho nó mục đích là cái vôi ở trong cái giá thể, ngấm trong cái giá thể này nó sẽ phai ra. Trong mấy ngày là các bạn thay nước cho mình mấy lần các bạn nhé, thay nước cho mình mấy lần. Đấy là xong bước đó. Xong bước đó là các bạn sẽ, đây mình sẽ chuyển lại sang đây cho các bạn này. Đấy, chuyển sang bên đây. Đây là cái giá thể này của mình, là giá thể đã cũ đây, các bạn nhìn này, các bạn nhìn dễ nó vẫn còn bám vào đây. Đấy, dĩ nhiên là chúng ta phải nhặt hết những cái mùn ấy đi này, những cái đầu rễ này đi này. Đấy, để chúng ta có một cái giá thể nhìn nó rất là sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa, chúng ta ngâm nước xong rồi, bây giờ nhiệm vụ mình nói các bạn này, nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ là phục hồi cái giá thể này. Đấy, phục hồi giá thể, dưỡng chất vào, dưỡng chất cho cái giá thể này bằng GE các bạn nhé, bằng GE. Như là mình đây là mình sẽ sử dụng GE chuối các bạn ạ, GE chuối. Các bạn lưu ý cái công thức pha vào cái giá thể này bằng GE thì là các bạn pha theo tỷ lệ nó sẽ đậm đặc hơn cái các bạn phun một chút, là coi như gấp đôi lượng phun một chút, là coi như các bạn sử dụng 4ml trên 1 lít nước để ngâm cái này nhé các bạn nhé. Đây GE chuối của mình đây. Các bạn sử dụng GE chuối nhá để phục hồi giá thể này. Đấy, các bạn lưu ý là các bạn ngâm cứ nó khoảng độ từ 4ml. Đấy, 4ml. Đấy, cho 1 lít nước, xong rồi các bạn ngâm vào cái giá thể vào. Đây như là cái này là mình đã áng chừng nó rơi vào tầm khoảng độ 20 lít nước rồi, thì mình 20 lít thì mình dự kiến là rơi vào tầm khoảng độ tầm 80ml GE chuối các bạn nhé, GE chuối. Đây mình cái cốc này của mình là 100
Đây. Đấy nhá, đây là cái gà chuối này chúng ta này. Các bạn cho vào đây, các bạn ngoáy đều lên. Đấy, các bạn ngâm cho mình khoảng độ tầm 2 3 ngày các bạn nhé, 2 3 ngày. Đấy, các bạn ngoáy đều lên. Đấy. Đây mình cho thêm nước vào. Các bạn cho GE chuối vào trong cái giá thể này là cái khâu cuối cùng nhá. Các bạn lưu ý là các bạn ngâm cho mình khoảng độ tầm 2 đến 3 ngày nhé. 2 3 ngày. Sau khi các bạn ngâm GE chuối vào đây rồi, 2 3 ngày rồi. Đấy. Đây mình tắt khi phép mình tắt cái này đi, mình đã cho nước đầy đủ rồi. Đấy. Các bạn đảo lên nhá. Rồi e chuối các bạn cho vào đây rồi. Rồi các bạn đảo cho mình lên, các bạn ngâm cho mình 2 3 ngày. Đấy, các bạn đậy vào, các bạn ngâm cho mình 2 3 ngày. Sau khi các bạn ngâm 2 3 ngày rồi thì chúng ta một là chúng ta có thể mang ra sử dụng được ngay, không cần phải rửa lại nước nữa. Các bạn lưu ý nhé, cái khâu này là các bạn ngâm rồi các bạn không được rửa nước nữa, tại vì cái giá thể của chúng ta lúc đó là nó sẽ ngấm cái dưỡng chất của cái GE và đồng thời nó ngấm cái men cái chủng loại nấm vào để coi như là nấm có lợi vào cái giá thể này, coi như là chúng ta có thể là sử dụng được ngay nếu các bạn ghép. Còn các bạn không sử dụng ngay thì là các bạn có thể các bạn mang phơi khô nhưng mà các bạn dùng sau này. Đấy nhá. Đấy là cái bước. Bạn lưu ý cái bước này cực kỳ quan trọng, bạn mình nhắc lại là các bạn không được sau khi các bạn ngâm GE với tỷ lệ là 4 ml GE chuối. Mình sử dụng GE chuối tại vì GE chuối của nó là nó nhiều những cái hàm lượng mà rất có lợi cho cây, rất nhiều dưỡng chất có lợi cho cây lan phát triển. Đấy, chính vì thế mình sử dụng GE chuối, có thể sử dụng GE khác cũng được, không sao cả các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý, hoặc là các bạn có thể hỗn hợp GE vào cũng được. Đấy là mình lưu ý các bạn đấy, thành sau khi các bạn ngâm rồi thì các bạn có thể là 2-3 ngày các bạn sử dụng được ngay, hoặc coi như là các bạn không sử dụng thì các bạn có thể là phơi khô nó ra. Xong rồi các bạn tích nó lại các bạn nhé, tích nó lại thì các bạn sử dụng sau này. Đấy là cái đặc điểm đấy. Còn các bạn tuyệt đối không được rửa nước lại, rửa nước lại thì đôi khi nó cũng rửa trôi một phần của cái dưỡng chất bám vào giá thể, ngấm vào trong giá thể các bạn nhé. Đấy là mình lưu ý các bạn thế. Trên đây là mình vừa nãy mình trao đổi với các bạn về cái cách phục hồi giá thể. Nếu bạn nào mà không nghe được từ đầu đuôi thì bạn nghe tóm tắt, mình tóm tắt này đoạn cuối là như thế này. Đầu tiên là chúng ta lấy cái giá thể ra, chúng ta sàng lọc những cái loại bỏ các bạn nhé, loại bỏ mùn đấy, ở dưới như thế này đấy, thì nó coi như là sau đó là các bạn ngâm vào nước vôi này cho mình nhé. Ngâm nước vôi thì là ca trong mình có cái video là coi như là nước vôi như nào rồi. Ngâm nước vôi này, cái tỷ lệ ngâm nước vôi này thì các bạn cứ nhìn nó màu nó trắng trắng này được các bạn nhé, nó không hạn chế như chúng ta phun cho đặc đặc tí mà chúng ta cho vôi bột hay giấy là nước cái màu trắng trắng này là ok này. Đấy. Sau đó chúng ta ngâm lại bằng nước sạch nhé các bạn nhé. Ngâm nước vôi khoảng độ tầm 5 đến 7 ngày. Còn sau đó chúng ta ngâm nước sạch khoảng độ từ 3 4 5 ngày đấy. Các bạn thay mấy lần nước cho mình? Thay 2 3 lần nước nhé. 2 3 lần nước để cho mục đích nó hết cái nước vôi ra. Hết cái chất vôi nó bám vào trong giá thể ra. Còn nó ngâm mà vôi mục đích là diệt lấm này, diệt mầm mống bệnh này, rồi nằm săn chắc giá thể lại, bền giá thể. Đấy, sau đó các bạn ngâm vào trong cái này cho mình là cái khâu cuối, là các bạn cho GE cho mình. GE chuối nhá, các bạn chú ý GE chuối với coi như là cái tỷ lệ là 4 ml trên 1 lít nước. Đấy, các bạn trộn đều, các bạn ngâm cho mình 2 3 ngày các bạn nhé. Ngâm cho mình 2 3 ngày.
Thôi video này mình xin chia sẻ đây là kết thúc nhá. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh mình và coi như ấn cái nút chuông ấy. Đấy, và cho mình cái nút like làm cảm ơn động lực để mình xin chia sẻ với các bạn những cái cách chăm và cái kinh nghiệm trồng lan cho các bạn ở những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.